Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi Roblox Escape the Theater Happy, dũng dời. Hiện tại bây giờ là mình với Vami là đang đi xem phim. Nhưng mà hiện tại là mới vừa vô thì cái ông quản lý này, ổng đã bật cái chế độ laser lên rồi. Cả giống nó là trong này đang có cái dịch bệnh zombie. Đúng rồi. Ổng không thể nào mà để cho zombie phát tán ra bên ngoài được. Thì ổng phải kêu mình là đi tìm cái đường khác để trốn đi. Đó. Đúng rồi các bạn. Thật là một con người có tâm và có tầm. Nhìn mà ổng hoang mang là mình cũng hoang mang theo á các bạn. Nè zombie đây nè. Trời ơi, mình với thằng kia ở nhà đang chống dịch Covid, tính đi câu phim để né dịch, mà ai ngờ vô đây thì né dịch mà né Covid vô đây gặp cô zombie, ghê thiệt. Xí, nghe hư cấu mà né dịch, ui, hết hồn, trời trên đây có zombie. Trời má, zombie lú đầu xuống làm hú hồn luôn á. Rồi, ngẫm. Khoan, né dịch làm cái giống gì mà phải đi xem phim, sao gọi là né dịch được ba? Thì ở trong đây hôm nay tiệm xem phim nó vắng ba. Cái này người ta gọi là hậu dịch, đó. Một tương lai xa này, cái ở đây là hiện tại một tương lai xa là sau khi mà chống dịch rồi nha. Đấy chứ mày kêu bây giờ mà né dịch mà đi vô coi phim là bị chửi chết, thấy không? Tại vì mày biết không, mà ý tao nói á là bây giờ là đang dịch nên là không có cho mở mấy chi nhánh này, mày hiểu không? Đó là ông chủ này dạng như quen biết mình á, cho mình vô xem phim đỡ mấy mùa dịch, tày vắng không có ai á. Ai ngờ vô đây zombie phát tán nên là ổng mới hoang mang, ổng đóng cửa lại. Kiếm chút cháo đó phù. Đúng rồi, dạng như gọi là nép nép ngồi rìa kiếm thêm mà. Nhưng mà ai ngờ bị zombie nó lây. Ừ, nãy giờ tao lo tập trung vô cái câu chuyện của ông chủ hoang mang nhìn mặt của ông quá. Ủa, phải đi nhảy qua đi được mà. Đúng rồi. Nó tội nghiệp quá ha, tự nhiên cái sàn bị zombie nó cắn nát cái sàn luôn, rồi rớt. Mày rớt vì đam mê đúng không? Tao thấy mày trượt ra như cái một luôn á. Đó, mày cũng vậy thôi, mày khác gì tao. Tưởng đâu khúc đó nhảy được, ai ngờ xuống đó nó tụt luôn. Nữa hả? Lạch thêm một lần nữa à? Phán nhờ. Qua đây easy mà rồi. Ủa? Ok, ta hụt vô vậy ta? Mày cũng rớt mà mày sao xạo à? Ngộ nhờ. Ngộ gì? Ở đây tao qua được rồi nè, thấy chưa? Rồi. Nãy là tao đùa. Zombie nó ăn người nè, mà mấy zombie nó ăn người nè. Đó, tao qua rồi nè. Tao đâu? Ê zombie, ăn tôi đi zombie. Wow. Ê, mày vô toilet nữ hay vô toilet nam? Ủa? Nam nữ chung mày ơi. Ủa, cái này nam hay nữ? Nam nữ luôn mà cái màu xanh, cái màu hường dành cho hai giới tính. Ủa là sao? Ủa là sao tao không hiểu là... Ví dụ như giới tính nữ, ví dụ giới tính nữ mà tính hơi men là qua đây. Rồi giới tính nam mà hơi nữ là qua kia. Ủa gì? Nè, bấm nút đây nè, ở xa đây còn cái nút đó nè, để tao bấm luôn cho. Ồ, ghê ạ. Ồ, bấm hai cái nút là mở được ra. Là mở được cái ống ống thông gió phải xoài. Tao không tin là mở để cái công tắc để mở cái ống thông gió luôn á. Tao qua được nè. À, tao nhớ cái này quá, lúc mà lần đầu chơi là nó chạy siêu lắc luôn mọi người. Giật. Đúng rồi, giờ nó hết lắc rồi, bây giờ nó chân chu rồi. Bây giờ là mạng mạnh rồi. Ủa, cái này quen quá, bên phải mà đi thôi. Đúng rồi, cái lướt bên phải đi là sẽ tới nơi. Nè, thấy chưa? Cục. Nghiệt lắm nha. Nó ra đây rồi, trời ơi. Chuẩn chỉ. Chuẩn không mọi người. Rồi. Ủa, đây là đâu hả? À, cái này ống thông gió. Quê. Ủa, này nó thổi lên ghê á mày. Ngon. Cứ đi không sao đâu. Hay là cái chất gì vậy? Ui. Ui. Cái này là... Trong cái ống thông gió của ông này có gì mà ông làm rộng dữ ta? Bởi ổng không gió này, ổng má có quyền có quạt gió bự luôn ba, hèn gì trong đây lúc nào cũng thông thoáng rồi. Mày đâu rồi? À đây nè. Đây nè. Ê, kính có xác zombie nó treo dắt giữa mình ghê kìa. Này là kính xem phim 3D nha. Lỡ nhảy lên xác anh rồi. Ổng chết rồi, ổng kêu thoải mái đi em ơi. Ui, anh zombie chết luôn nè. Ui. Ôi quá. Mà mấy cái chất này là mấy cái chất của zombie nó ứ ừa ra hay chất gì? Ê đó kìa. Ê mà thấy vụ tao nhảy đầu tao chết người ta. Không chết mày. Chụp chết luôn. Tại vì nó có hai tay mà, hai tay của nó bắt bám rồi nên là nó không có cắn mày được. Zombie này khá hiền. Ủa sao mày chết vậy? Tao nhảy lên đầu zombie xong tao thử tao nhảy qua bên hàng rào người ta đứng có được không, mà không có tới, ba chân tao ngắn quá. Mày ngựa. Tao có 3 mét 7 đôi rồi ba. Rồi. Bà đó. Lại là một cái phong cách gọi là phong cách nhảy ống cống nha các bạn.
cứ mỗi lần mà zombie tới xuống, là chúng ta lại nhảy xuống, xuống trượt xuống. Ú la la, trời đất ơi. Ơi ăn 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 bắp xào bắp. Ôi zombie nó đang đeo kính 3D nó coi phim à. nó coi trailer phim mà nó coi mấy cái tấm bảng topic nè. Đó, cái này là Sonic. Đó, còn phim này là phim gì đây? Phim cái phim này là phim cũ rồi. Đúng rồi. Incredible phần 1 mà nó phải Incredible ngay. Bọt biển, chứ. Còn cái này Incredible nhà siêu nhân này, gia đình siêu nhân phần 1. Còn cái này là mấy phim Doji. Cũng lâu rồi chứ không đúng rồi. Đâu. Đúng rồi, đúng rồi, mấy cái phim này lâu rồi. Cái này chiếu bằng game cũ, phim cũ cơ mà. Đúng rồi, phim gọi gợi nhớ tuổi thơ ba. Đúng rồi. Nó có nhiều phòng mà cái khu là khu phim mới, cậu này khu phim gợi nhớ ký ức mà. Đó, ông nói nè, nhảy qua cái chất màu xanh. Cái màu xanh à, cái chất nhảy màu xanh đó để mà thoát khỏi zombie. Đó, vô tới đạp phim đi ơi. Trời ơi, cái màn hình tivi nó bị màn hình xem phim nó bị bể rồi các bạn. Ông này ông dụ ghê. Nhảy qua cái chất xanh. À đây này. À, cái bộ phim này là bộ phim hãy thoát khỏi nhà tù. Đúng rồi ba, đây mày nhốt trong tù này, đục lỗ mày anh nói mày thấy cái bay hả? Đó, thấy không, laser nữa không? Đây là bộ phim Escape Jailbreak. Cái giống gì mà ông manager ổng cũng bị kẹt trong này là sao? Không có, ổng vô ổng chỉ với mình đi á, ông này ổng nhiệt tình lắm, tại ổng sợ mình đi không ra á. Nó xong bị gì mình ra mình kêu ổng mở cửa lén á. Gãy chân rồi dập lá lá dập phổi tùm lum kìa. Ôi trong bác sĩ nè. Gì đó. Bác sĩ này trong nhà tù nha các bạn. Ủa mà sao cái ống nghe ông bự dữ mày? Ơi, ông nghe nè, ông nghe cái gì mày? Ê cái này mới mượn cái đèn phóng to của Doraemon á. Không lẽ vô đây ông phóng to cái ống nghe ra để ông nghe zombie. Ủa cái này xương sườn hay gì mày? Đi cái chỗ này thoát ra nè. Đúng rồi, cái này nhà tù zombie các bạn. Ghê quá. Mình stack 24 rồi các bạn. Cái sàn này giống như là cái cục gì ở trong Minecraft. À, cái sàn là vậy? cái cổng đi vô địa ngục. À, cái cổng địa ngục. À, cái cổng địa ngục rồi. Okay. Đúng rồi, cái cổng địa ngục. Với lại cái đường mà đi vô cái thế giới con rồng á. Nether hả? Ender. Cái cổng Ender á, cổng Ender nó cũng có cái chất đó luôn á. Cổng Ender lộn không phải cổng Ender. Không phải hả? Không. Cái này giống nó là giống như dạng vũ trụ á, cái hình dáng cái hình của vũ trụ á. À vậy là cái sàn nhà đó ông lấy ý tưởng từ cổng địa ngục á, chắc ông cũng xuống nó rồi á ba. Quay có laser ở lộng có camera. Có cam. Có cái camera đó. Ủa lộn, ui. Ây da, phỏng giò. Tao quên, ta chui vô lỗ bên kia mới ghê chứ. Mà chỗ này nó có cái lava hay ta. Ừ cấu vừa thôi chứ. Zombie nó kéo tới á ba. Nhanh nào. Tao đây nè. Lâu thế. Mình phải bình tĩnh, tự tin phải không? Đó, giờ khúc này nè. Bình tĩnh, tự tin chết đúng không? Không biết cái khu mình ở là cái khu nào kia. Cái khu mình ở nó có gần núi lửa không mà tự nhiên sàn bị sập mà ở dưới tàn nham thạch không à. Thế mới ai biết đâu, hôm nay con cũng chả biết nữa. Đó, chui lên rồi nè. Đây là đâu? Ôi, lên được cái ngoài đường nè. Ê, Tính ơi rồi. Ê, Racing Boy. Vãi thật chết. Vãi xe nó chạy như Racing Boy các bạn. Đó tao ba rồi này. Easy để con gà nó chết rồi. Chết rồi. Lại như một vị thần ấy làm sao chết được. Tao tới rồi. Ê ổng đang ở này luôn nè, ổng nói gì nè. À, chúng ta đã làm được điều đó rồi, hãy nhấp vào cái màu xanh Path to Playmore Ocean Game. À, ổng kêu là nhấp vào đây để chơi những cái game khác của ổng. À, nhưng mà mấy game đó mình với Kai chơi rồi. À. Đấy, vậy là đã chốt thoát được khỏi cái khu này rồi. Ngon. Đúng rồi, rồi chúng ta lại ra ngoài chơi với cô Di tiếp rồi các bạn ơi. Chứ trong đây gặp cô zombie ghê quá. Rồi, dừng clip luôn. Rồi, ok các bạn, thì hai đứa mình xin dừng video đây ha. Thì các bạn thích video này, để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhấn subscribe cho kênh của hai đứa mình để nhận nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người.